Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 459. Chủ giảng Định Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 2 tháng 11 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Kinh Hoa Nghiêm, Trường Hàng, Chủ Lâm Thần, câu thứ 9. Diệu Quang Quýnh Diệu Chủ Lâm Thần, đắc dĩ nhất thiết công đức pháp, nhiều ít thế gian giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải bảo chúng ta, chúng sanh chẳng tu đạo đức, làm trái tánh đức, cho nên gây ra những loại ác nghiệp. Đương nhiên không thể nào chủ động đi giúp đỡ người khác, thậm chí là người chịu khổ chịu nạn trong thế gian này. Chúng ta biết Phật giáo là giáo dục, chư Phật Bồ Tát làm sao để cảm hóa những chúng sanh tâm hành bất thiện này. Chúng ta ở trong bộ kinh này đều đã thấy xác thực, như trong Lăng Nghiêm Phẩm Phổ Môn đã giảng, nên dùng thân gì đắc độ. Phật Bồ Tát bèn hiện thân tướng như thế, nên dùng phương pháp gì đắc độ, Ngài dùng phương pháp này. Vì vậy Phật Bồ Tát không có thân tướng nhất định, Phật Bồ Tát cũng không có phương pháp nhất định. Tóm lại, hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Giống như Kinh Lăng Nghiêm đã giảng, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Loại giáo học này thực tại là vô cùng vĩ đại. Vô điều kiện, thời gian dài đi hướng dẫn chúng sanh, giúp đỡ họ giác ngộ, giúp đỡ họ quay đầu. Thực tại là thế xuất thế gian hiếm có khó gặp.
Diệu Quang Bồ Tát. Pháp môn Ngài đã tu là dĩ nhất thiết công đức Pháp nhiều ít thế gian. Đây là điều chúng ta phải nên học tập. Ít là lợi ích, nhiều là lợi ích phong phú nhất. Lợi ích thù thắng nhất. Chúng ta phải hỏi, trong thế gian này lợi ích nào là chân thật nhất, là thù thắng nhất? Điều đó quý không phải là tài sản. Người thời nay chúng ta đều hiểu, tài sản ức vạn, có thể qua một cơn bão tài chánh, trong một đêm là khuynh gia bại sản. Đó là cơn bão tài chánh Đông Nam Á mấy năm trước chúng ta nhìn thấy. Cho nên tài sản, địa vị đều không phải là lợi ích chân thật. Hưởng chi Phật trong kinh bảo chúng ta, tài là sở hữu năm nhà. Đó là Đức Thế Tôn chân thành khuyên bảo chúng ta, vậy chúng ta nhận thức chân tướng sự thật cho rõ ràng. Thứ gì là thật? Phật nói nguyên tắc cho chúng ta. Những gì chúng ta có thể mang đi được là thật, những gì không mang đi được là giả hết. Chúng ta nghĩ xem, con người sau khi chết có thể mang được thứ gì ở thế gian này đi? Tài sản bạn không mang đi được, địa vị bạn không mang đi được, quyến thuộc bạn không mang đi được, danh dự bạn cũng không mang đi được. Cái thật sự có thể mang đi được là gì? Phật dạy cho chúng ta rất rõ ràng, là nghiệp. Muôn thứ không đem được, chỉ có nghiệp theo thân. Cái bạn có thể mang đi thì mãi mãi đi theo bạn, là nghiệp bạn tạo ra. Nghiệp có thiện nghiệp, có ác nghiệp, có tịnh nghiệp, có nhiễm nghiệp. Vậy chúng ta mới minh bạch, việc tốt thù thắng bậc nhất thế gian là tịnh nghiệp. Tiếp theo là thiện nghiệp. Nghiệp thuần tịnh thuần thiện, chư Phật Bồ Tát ở đây hiển thị cho chúng ta thấy. Chỉ có thứ này là thật thôi, những thứ khác là giả hết. Một tai nạn lớn đến, thứ gì cũng không giữ được. Từ sau sự kiện 11 tháng 9 phát sinh, có thể nói con người toàn thế giới đều chấn động. Anh Mỹ phát động chiến tranh với Afghanistan,
giận tới trả thù. Khiến chúng ta cảm thấy khủng hoảng, bất an. Những chuyện này mỗi người chúng ta ngày nay đều đang quan sát mật thiết, xử lý có hơi không thỏa, là rất dễ khơi lên cuộc phản kích quy mô lớn của các nước Ả Rập đối với Anh Mỹ. Cứ như thế thì rất có thể gây nên đại chiến thế giới lần thứ ba. Tuyệt đối không phải trò đùa. Phật Bồ Tát dạy chúng ta quả thật là lấy đức báo oán. Chuyện này rất khó rồi. Lấy đức báo oán có thể lấy nhất thiết công đức pháp, lợi ích tất cả chúng sanh thế gian. Thế gian nơi này chính là chính pháp giới mà chúng ta thường nói. Phật đối với tất cả chúng sanh bố thí cúng dường là vô điều kiện, đó gọi là vô duyên đại từ đồng thể đại bi. Duyên chính là nói điều kiện, không có điều kiện. Phật chính là từ bi như vậy, chính là bình đẳng như vậy, chân thành yêu thương tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh có cảm kích Phật Bồ Tát hay không? Chưa hẳn. Người thấy rõ thật sự có lòng cảm ơn, người không thấy rõ còn cứ làm hại Phật Bồ Tát, hủy bán Phật Bồ Tát. Nhưng Phật Bồ Tát không hề bực tức. Phật Bồ Tát vẫn giúp đỡ bạn, chắc chắn không có tật độ, chắc chắn sẽ không gây chướng ngại nào cho chúng sanh. Toàn tâm toàn lực mà tác thành điều tốt đẹp của người, vậy mới là yêu mình yêu người. Trong lời dạy thánh hiền, đây chính là nhất thiết công đức mở đây kim giảng. Điều thù thắng nhất trong tất cả công đức, trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói rất minh bạch, bảy bao đại thiên thế giới bố thí cúng dường đều không bằng bốn câu kệ. Đạo lý gì đây? Bố thí cúng dường bảy báo đại thiên thế giới, bạn chết không mang đi được. Chuyện này ai từng nghiêm túc nghĩ qua?
Bốn câu kệ vì sao có công đức to lớn thế? Kinh giáo của Phật, từng chữ từng câu có thể giúp bạn giác ngộ. Giác ngộ mang đi được, không những mang đi được, sau khi giác ngộ, kiếp sau bạn nhất định thù thắng hơn kiếp trước. Thiên đồ một mạng sáng sủa, đó là lợi ích chân thật, đó là lợi ích thù thắng khôn sánh. Chúng ta nhất định phải minh bạch đạo lý này. Người thật sự có thể đạt được lợi ích Phật pháp thù thắng. Tóm lại là có duyên với Phật. Có duyên với Phật là khó rồi. Phật Bồ Tát với tất cả chúng sanh hư không pháp giới chắc chắn là có duyên. Nhưng duyên ấy về đơn phương không thể thành tựu, nhất định phải về song phương. Phật có duyên với ta, ta phải có duyên với Phật, thì đó là duyên thành thục. Trong Phật môn chúng ta thường nói Phật chẳng độ cho người vô duyên. Điều này các vị phải hiểu được. Phật Bồ Tát mãi mãi là có duyên với tất cả chúng sanh. Hơn nữa duyên này là bình đẳng. Song chúng sanh thì chưa hẳn đã có duyên với Phật. Một đằng muốn giúp bạn, một đằng tự tuyệt, không chịu chấp nhận. Trong kinh Pháp Hoa, có tỷ dụ rất hay. Phật dùng câu chuyện một gia đình để kể về duyên phận này. Người cha này có một đứa con vô cùng yêu thương nó, nhưng đứa trẻ này bỏ đi lúc nhỏ. Đến khi đứa trẻ lớn khôn, chịu khổ nạn cực lớn, làm ăn xin ở bên ngoài, có một hôm người cha này nhìn thấy, thấy rồi biết rõ ngay đó thật là con của mình. Người cha của cậu là đại phú trưởng giả, thấy cậu làm ăn xin, ăn xin thấy người giàu sang đến, vội chạy đi tránh né. Người cha nghĩ ra, người cha hết sức thông minh, bèn phái người dưới của ông đi tìm cậu, bàn với cậu ta, bảo cậu đừng đi tìm miếng ăn nữa, đến nhà trưởng giả làm công, đời sống của cậu có thể ổn định. Làm công gì? Làm hốt phân. Gia nghiệp trong nhà trưởng giả rất lớn, có nông điện, có trường chăn nuôi. Bảo cậu mỗi ngày đi hốt phân,
trường chăn nuôi rất lớn, phân bò gì rất nhiều. Bảo cậu làm việc này, cậu rất hoan hỷ với điều đó. Cậu cảm thấy mỗi ngày có bữa cơm ăn là tốt lắm rồi. Từ từ dẫn dụ cậu. Cách sau bao năm, dần dần người cha mới gần gũi. Về sau bảo với cậu, đại trưởng giả này là cha ruột của cậu. Sau khi trưởng giả già nua, toàn bộ gia sản giao lại cho cậu. Nếu đương thời mới gặp đã nói ngay thì dọa cậu ta chạy mất rồi, tìm cũng không được nữa, không chịu quay về đâu. Phật dùng tỷ dụ này nói chư Phật Bồ Tát là đại trưởng giả, lục đạo chúng sanh chúng ta chính là đứa trẻ lạc mất nhà, chạy khỏi gia viên. Cha có duyên với con thì đức duyên với cha. Chúng ta bây giờ là tình trạng như thế. Phật Bồ Tát quan tâm đến chúng ta vô hạn. Chúng ta trong mắt không xem có Phật Bồ Tát. Vậy chúng ta phải hỏi Phật Bồ Tát rốt cuộc ở đâu? Chúng ta cũng phải như phương pháp của trưởng giả tử. Không thể nói thật cho bạn, nói thật là dọa cho bạn chạy mất. Bạn cũng không dám học Phật nữa. Không thể không dùng pháp phương tiện để nói. Pháp phương tiện là Phật ở đâu? Phật ở trong kinh điển. Chúng ta học tập với Phật thế nào? Ấy là phải chăm chỉ đọc tụng kinh điển của Phật. Minh bạch đạo lý vũ trụ nhân sinh, chân tướng vũ trụ nhân sinh mà Phật giảng cho chúng ta. Chúng ta học tập từ trong kinh điển. Phật ở trong kinh điển. Đạo lý minh bạch rồi, chân tướng sự thật liễu giải. Trong kinh điển có rất nhiều phương pháp giáo huấn dạy chúng ta làm sao đem những lý đã nói, sự đã nói, cảnh giới đã nói trong kinh điển ra chứng thực. Đó chính là Thanh Lương Đại Sư ở trong bộ kinh này dạy cho chúng ta từng thứ tu học: tín, giải, hành, chứng. Sau khi chúng tôi nghe rồi thì bội phục đến năm dốc sát đất. Vì sao? Đó không phải là mê tín, đó không phải là Phật Bồ Tát dắt mũi người ta đi. Không phải. Phật Bồ Tát bảo bạn đích thân tự chứng thực. Trong bộ kinh này bảo chúng ta chân tướng của vũ trụ là đa chiều, chứ không phải đơn nhất. Thuật ngữ trong kinh Phật là mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Ngoài mười pháp giới còn có nhất chân pháp giới, đều phải đợi chúng ta tự mình chứng thực. Nếu bạn chứng đắc rồi thì mới là học vấn thật sự. Mình chưa chứng thực, nghe điều Phật giảng ấy không phải là cảnh giới của bạn. Bạn chưa nhập cảnh giới này,
Bạn chỉ là nghe nói mà thôi. Chính bạn không có được thọ dụng, cần khế nhập chứng đắc thì bạn mới thật sự được thọ dụng. Đó là nhất thiết công đức pháp. Trong nhất thiết công đức pháp thêm nhất thiết thế xuất thế gian. Các chiều không gian khác nhau, lý sự trong đó, vậy mới gọi là nhất thiết công đức pháp. Chủ lâm thần mà đoạn này chúng ta nói là chiều không gian khác với chúng ta. Họ là thuộc về thần chúng, chúng ta không nhìn thấy họ, nhưng phải hiểu là các vị ấy có thể nhìn thấy chúng ta. Chủ lâm thần là thủ lĩnh trong thọ thần. Họ sống ở đâu? Chúng ta ngày nay nói là rừng nguyên sinh. Cây cối trong rừng nguyên sinh nhiều. Trong kinh Phật bảo chúng ta, độ cao của cây vượt hơn một người là có thọ thần. Thọ thần sao mà có? Phần trước đã báo cáo với các vị rồi, là một số người thích cây cối, hoa cỏ. Tâm địa của họ rất thanh tịnh, không tạo ác nghiệp cực trọng, thích hoa cỏ cây cối. Sau khi họ chết đi rất dễ biến thành thọ thần. Tại sao? Không phải Diêm La Vương phái họ đi làm việc đâu, không phải, là sở thích của họ. Đó chính là điều Khổng Lão Phu Tử đã nói trong Dịch Hệ Từ Truyện: nhân dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân, chính là đạo lý này. Con người tại sao lên thiên đường? Ưa thích đạo đức, ưa thích thiện pháp. Trong kinh Phật nói, họ tu thập thiện thượng phẩm. Sự tu đã nói là ưa thích. Tâm thiện lương, hành vi thiện lương, thì tự nhiên là đi đến thiên đường. Họ cảm ứng đạo giao với những người ấy. Con người tại sao đến quỷ đạo? Phật giảng cho chúng ta, quỷ là tâm tham. Sang tham là nhân của ngã quỷ. Bản thân người này có tài vật, không chịu xả giúp đỡ người khổ nạn. Hơn nữa lại tham mà không chán. Sau khi họ chết đi, tự nhiên là đến với đồng loại. Loại có tập tính giống như họ, loại đó là quỷ, tự nhiên sẽ đi đến quỷ đạo. Chính là đạo lý như vậy. Ưa thích rừng núi thì làm thọ thần. Người ấy phước báo lớn, trí tuệ cao, thì làm chủ lâm thần. Chủ lâm thần cũng không phải một loại, trong đó cũng có rất nhiều thứ bậc.
Như rừng rậm chúng ta đã thấy, rừng rậm cũng có lớn cũng có nhỏ. Bậc phước báo lớn thì có thể quản lý nhiều khu rừng hơn. Bậc phước báo nhỏ thì một khu rừng, một khu rừng diện tích có khi mấy chục dặm, có khi mấy trăm dặm. Trong chủ lâm thần lớn nhỏ cũng khác nhau. Như huyện thị trưởng thế gian chúng ta có thành phố rất lớn, như thành phố Thượng Hải cũng là thị trưởng, Thâm Quyến bây giờ cũng là thành phố, cũng có thị trưởng, đều là thị trưởng. Nhưng độ chênh lệch về địa vị của họ rất lớn. Cho nên chủ lâm thần chúng ta phải hiểu được ý nghĩa này. Giống nhau là chủ lâm thần, nhưng địa vị, quyền lực, khu quản lý của các ngài ấy mỗi vị khác nhau, có lớn có nhỏ. Các ngài cai quản thần linh của cây cối hoa cỏ. Chủ lâm thần lớn quá nữa đều là chư Phật Bồ Tát hóa thân thị hiện. Kẻ nên dùng thân chủ rừng mà đắc độ, liền hiện thân chủ rừng mà vì thuyết pháp. Thực tại nói, các thần linh hoa cỏ cây cối này, chúng ta bình tĩnh nghĩ xem, tốt hơn con người chúng ta nhiều đấy. Vì sao? Sở thích cây cối hoa cỏ đều là bậc thanh cao. Đối với danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần thế gian tâm rất nhạt, họ mới ưa thích cây cối hoa cỏ, thích ẩn cư nơi núi rừng. Cho nên những người này biến thành thọ thần đều khá là thiện lương. Chúng ta ở trong kinh văn này có thể thể hội được. Trong lịch sử Trung Hoa chính là nhị thập ngũ sử. Trong chính sử có ghi chép về ẩn vật, có một loại như vậy là ẩn vật truyện, ẩn sĩ. Người thật sự là có học vấn, có đạo đức, họ không ra làm quan, họ hưởng thụ cuộc sống điền viên, hoan hỷ cuộc sống nông thôn, không tình nguyện làm quan. Đó gọi là cày cấy đọc sách truyền nòi, ruộng cây trồng trọt, đọc sách. Họ cũng không cần trồng cho nhiều lắm, trồng mấy mẫu đất là họ đủ sống, họ rất vui vẻ. Không cầu phú quý, đọc sách thánh hiền. Vậy mấy người đệ tử giỏi vui ở trong đó. Đại khai người như vậy, sau khi họ chết đi e là đều làm thọ thần chủ lâm thần. Làm thọ thần chủ lâm thần, thọ mạng rất dài. Chúng ta nhìn thấy đại thọ trong rừng, chúng ta gọi nó là cây thần, 2-3 ngàn năm.
Chủ lâm thần, thọ mạng có thể dài hơn. Cây mấy trăm năm chúng ta vẫn thường thường thấy. Nhưng hiện nay chúng ta nghĩ xem, rất nhiều khu rừng trên trái đất bị tàn phá. Bị chặt đốn rồi. Trung Hoa đối với diện tích rừng chặt đốn, khóa rồng, cho nên lũ ngập Trường Giang có quan hệ mật thiết với điều này. Thủy thổ không thể giữ được cân bằng. Năm ngoái, tôi ngồi thuyền từ Vũ Hán đến Trùng Khánh, đi xem Tam Hiệp. Hồi thời kháng chiến 50 năm trước, hai bên Tam Hiệp, hai bờ Trường Giang, rừng cây sum suê. Hiện nay khi đi xem rừng cây hoàn toàn không có nữa, trở thành núi đồi trọc quang. Chúng tôi nhìn thấy rất buồn. Nghĩ lại ngày nay đọc kinh Hoa Nghiêm, biết bao vị thọ thần ấy đi về đâu rồi. Thọ thần là linh hồn của người, Phật Pháp nói thần thức, không phải là cây biến thành thần, không phải, là linh hồn con người dựa nhờ cây cối. Họ thích cây này, sau khi chết đi nương cây này làm nhà ở, họ sống dưới cây này. Như thế thì biến thành thọ thần. Bây giờ cây bị chặt đốn, họ đi về đâu đây? Họ cũng rơi nước mắt, họ cũng không có nhà để về, cũng gặp phải kiếp nạn. Cách làm của con người chúng ta như vậy. Con người ngày nay không tin tưởng có trời đất quỷ thần. Trong hữu ý vô ý đắc tội những trời đất quỷ thần này. Trời đất quỷ thần này vẫn là phàm phu. Điều này các vị phải biết, lục đạo đều là phàm phu. Họ vẫn có hỷ nộ ai lạc. Con người đắc tội với họ, họ có trả thù không? Rất khó nói. Còn phải xem đức hạnh của họ. Đức hạnh cao, đại khai đều có thể tha thứ cho những chúng sanh ngu si, vô tri, tạo tác tội nghiệp này. Nếu không có đức hạnh cao như vậy, nói thành thật là họ vẫn có tâm oán hận, vẫn có ý nghĩ trả thù. Điều này các vị phải đọc An Sĩ Toàn Thư. Bạn nhìn xem đoạn trước, trong Giang Tự đã nói là đoạn Giang Xương Đế Quân Âm Chất Văn,
tiền thế của Văn Xương Đế Quân đã từng làm sĩ đại phu 17 đời, là người đọc sách hiểu lý, nhưng gặp người khác tổn hại ngài vô lý, ngài vẫn khởi lòng sân hận, vẫn có trả thù, mà sự trả thù này oan oan tương báo, kéo dài rất nhiều kiếp. Vậy mới được Phật Bồ Tát đến độ hóa, Phật Bồ Tát đến khuyên giải, cuối cùng giác ngộ, không trả thù nữa, chuyện này mới dẹp yên. Oan oan tương báo bao giờ mới xong? Đó là chuyện vô cùng đáng sợ. Chuyện này thật sự chỉ có nhờ Phật Bồ Tát đến giúp đỡ chúng sanh khổ nạn thế gian, hóa giải oán hận. Đã chịu tai nạn này, tôi đã chịu khổ nạn này rồi, tôi không mong người khác cũng phải chịu khổ nạn này. Một niệm hồi tâm này, đó là đại đức. Như vậy mới có thể giải quyết vấn đề. Như vậy mới là chân chánh dĩ nhất thiết công đức pháp nhiều ích thế gian. Do đó có thể biết sự nhiều ích này, Phật Bồ Tát nhiều ích chính là đại từ đại bi được Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện vì chúng ta. Nêu gương vì chúng ta. Giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Phật dùng phương pháp này, dùng dạy học. Tại Trung Hoa, Khổng Lão Phu Tử cũng là như vậy, cũng là dùng dạy học. Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm đại từ đại bi, vô điều kiện, chẳng phân quốc gia, chẳng phân chủng tộc, chẳng phân tôn giáo, hữu giáo vô loại. Chỉ cần bạn chịu học thì những đại thánh đại hiền này thấy đều là nhiệt tâm đến hướng dẫn bạn, đến giúp đỡ bạn, giúp đỡ bạn giác ngộ, giúp đỡ bạn tỏ lý, giúp đỡ bạn liễu giải chân tướng vũ trụ nhân sinh. Lý sự thông suốt minh bạch rồi, tự nhiên bạn sẽ là một người tốt. Người tốt này là Phật Bồ Tát La Hán. Bạn sẽ làm người tốt. Câu thứ 10: hoa quả quan dị chủ lâm thần, đắc năng lệnh nhất thiết khiến Phật xuất hưng, thường kính niệm bất vong trang nghiêm công đức tạng giải thoát môn. Chúng tôi đọc đoạn kinh văn này cảm xúc rất sâu.
xã hội hiện đại, Phật pháp suy di đến cực điểm. Vì sao Phật pháp suy di? Thánh nhân không xuất thế. Bồ Tát ở đoạn này trong Đắc Pháp, Ngài nói ra gì chúng ta? Kính niệm bất vong. Đây là điều kiện thứ nhất, cảm ứng đạo giao với Phật. Chúng sanh bất kính Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát sao có thể đến? Nơi này của chúng ta có đa số người kính ngưỡng Phật Bồ Tát. Hoan hỷ thiện pháp, nhàm chán ác pháp, thì thánh hiền sẽ đến nơi này để xuất thế. Nếu đa số người khu vực của chúng ta tin tà, chẳng tin chánh, tạo ác, chẳng tu thiện, thì Phật Bồ Tát không thể đến. Không đến là từ bi của Ngài. Vì sao? Nếu Ngài đến bị những chúng sanh này làm hại, bị những chúng sanh này sỉ nhục, thì tội của chúng sanh này không phải nặng hơn sao? Vốn dĩ đọa ngã quỷ đạo, khi cứ như thế họ hủy bán thánh hiền thì tội lỗi là đến địa ngục luôn. Cho nên trong tình huống này, Phật Bồ Tát nhìn thấy rõ ràng Ngài không đến, tránh cho bạn tạo tội nghiệp nặng hơn. Chuyện là như thế. Do đó có thể biết Phật Bồ Tát đến là đại từ bi, không đến vẫn là đại từ bi. Chúng ta có thể nhận thức được rõ ràng. Thanh Lương Đại Sư chú hay lắm: kính niệm tắc Phật hưng. Chữ hưng này là Phật xuất thế. Chúng sanh kính Phật, niệm Phật thì Phật Bồ Tát đến. Trong đó có đạo lý không? Có. Có lý luận làm y cứ. Kinh Đại Thừa thường hay nói: nhất thiết pháp tổng tâm tưởng sanh. Trong lòng chúng ta tưởng Phật thì Phật đến. Xã hội bây giờ đại đa số chúng sanh, họ không tưởng Phật, họ tưởng ma. Cái họ tưởng là yêu ma quỷ quái. Thế là yêu ma quỷ quái đầy rẫy thế gian. Những người nào là yêu ma quỷ quái? Điển tịch của Nho và Phật đều nói đến. Nho gia nói là: nhân khí thường tác yêu hưng. Chúng ta nói theo Nho gia thì xã hội này có một số người bất nhân, bất nghĩa, không nói lễ, không tín dụng, ngu si,
không có trí tuệ, đó chính là yêu ma quỷ quái. Trong Phật Pháp nói, yêu ma quỷ quái là gì? Sát đạo dâm vọng. Tâm là tâm sát đạo dâm vọng, hành là hành vi sát đạo dâm vọng. Là Kinh Lăng Nghiêm nói, cho nên sau khi chúng ta học rồi phải quay đầu lại, phải nghiêm túc phản tỉnh. Chính tôi có thuộc về yêu ma quỷ quái hay không? Trước phải nhận thức mình cho rõ, tôi rốt cuộc là Phật hay là ma? Phật là gì? Người nghiêm trì giới luật, y giáo tu hành, người ấy là Phật, là đệ tử Phật, chân chánh, học sinh của Phật. Nếu ta học Phật, gắn nhãn hiệu của Phật, mà lừa dối tất cả thiện nam tín nữ, tham muốn danh gian lợi dưỡng, tự tư tự lợi, thì ta chính là ma tiêu chuẩn, chứ không phải là Phật. Xã hội hiện tại ma quá nhiều. Tôi nghe một số đồng tu Trung Hoa Đại Lục bảo tôi, người lớn là đại ma, trẻ em là tiểu ma. Ma là hành hạ. Những hoàn cảnh đã gặp phải trong đời sống, bất luận là hoàn cảnh vật chất hay hoàn cảnh nhân sự, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút đều đang hành hạ thân tâm của chúng ta. Ma chính là hành hạ. Chúng ta chịu khổ chịu nạn trong cuộc sống, thân tâm không thể tự tại, không có niềm vui. Sống trong cảnh giới của ma dương, bạn làm sao có thể vui vẻ? Bạn toàn chịu sự hành hạ. Chúng ta từ những chỗ này cẩn thận suy nghĩ, mới biết thế nào gọi là yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái tuyệt đối không phải là mặt xanh nam vàng. Loại yêu ma quỷ quái ấy chúng ta thấy là sớm tránh xa ra rồi. Không phải đâu. Yêu ma quỷ quái là sức cám dỗ, có đủ những loại mạnh mẽ lôi cuốn lấy bạn, khơi gợi tham sân si mạng của bạn. Tham sân si mạng là phiền não. Phật Bồ Tát Thánh Hiền Thế Xuất Thế Gian, nếu bạn tiếp xúc với các ngài thì khác. Các ngài quả thật là khiến bạn dằn nén cơn tham sân si mạng, tập khí phiền não lại, cho bạn cảm giác được người thời nay nói là từ trường. Từ trường này nhu hòa, mát mẻ, vui sướng. Tức là bạn có loại cảm thọ này.
Vì vậy bạn cũng rất thích tiếp xúc với Ngài. Chúng ta từ những chỗ này không khó thể hội được thật sự là thiện nhân đạo đức, chân thiện tri thức. Chúng ta gần gũi họ thì có cảm thọ như vậy. Hồi còn trẻ tôi mới học Phật, tôi thân cận tiên sinh Phương Đông Mỹ. Đó là một thiện nhân đạo đức, thân cận chương gia đại sư, chỉ cần có lúc rảnh tôi nhất định sẽ đến thăm các vị ấy. Cho dù tôi không có vấn đề quan trọng thỉnh giáo với họ, tôi cũng tình nguyện ngồi cùng với họ một tiếng hay nửa tiếng đồng hồ, cảm giác toàn thân thoải mái, thật là mát mẻ tự tại, từ trường tốt. Người bình thường chúng ta gọi là không khí tốt, khác nhau. Tôi còn có một cảm xúc hết sức rõ ràng. Bốn mươi năm trước, từ trường, trong tiệm sách trên đường tố, khác với những cửa hiệu khác, đến nơi ấy tâm sẽ định xuống. Cảm giác được một khối an lành. Hiện giờ thì không được nữa. Hiện giờ vào trong tiệm sách, khi tôi vào tiệm sách, từ trường thay đổi hết rồi. Thân tâm bất an. Nguyên nhân gì vậy? Các vị đồng tu nghĩ cho kỹ đi. Xin xem Trường Hàng Chủ Lâm Thần đoạn cuối cùng. Hoa quả quan vị Chủ Lâm Thần đắc năng lệnh nhất thiết kiến Phật xuất hưng, thường kính niệm bất vong, trang nghiêm công đức tạng giải thoát môn. Đoạn kinh văn này phần trước đã giới thiệu qua ý nghĩa của nó sâu rộng vô tận. Vì vậy chúng tôi không thể không nói thêm mấy câu. Trước đã nói với các vị rồi, nhớ khi pháp tòng tâm tưởng sanh, đó là chân lý. Thế gian của chúng ta, người người đều tưởng đạo đức. Khi người đạo đức xuất hiện ở thế gian, thế gian hiện tại người người tưởng đến điều gì? Nếu chúng ta cẩn thận suy nghĩ, thực tại là rất hoảng sợ. Thật là trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Thế Tôn nói, tiên nhân bất thiện vô tri,
bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, phù vô quái giả. Từ mấy câu này chúng ta thể nghiệm ra lòng từ bi vô tận của chư Phật Bồ Tát. Quả thật mấy câu này là nói xã hội hiện đại của chúng ta. Làm cha mẹ, làm trưởng bối mà không biết đạo đức, làm sao dạy trẻ nhỏ? Trẻ nhỏ hiểu chuyện thì dạy chúng phải cạnh tranh. Cứ như không cạnh tranh thì tương lai bạn không thể sinh tồn trong xã hội. Khái niệm này được truyền từ nhỏ, lớn lên phải xoay chuyển nó đi, thật không dễ dàng. Các vị phải hiểu được, cạnh tranh nâng lên chính là đấu tranh, đấu tranh nâng lên chính là chiến tranh, chiến tranh lại nâng lên chính là quay về diệt tận, là ngày tận thế hiện tiền. Cho nên khái niệm này, loại giáo học này là đi đường chết, chứ không phải đường sống. Lại nghĩ xem lời dạy của cổ thánh tiên hiền Trung Hoa Nho Phật dạy chúng ta thế nào? Dạy chúng ta nhường nhịn, không dạy chúng ta cạnh tranh. Dạy cho chúng ta chịu thiệt là phước. Người thời nay thiệt một mấy may đều không chịu nổi. Lời cổ thánh tiên hiền Trung Hoa dạy chịu thiệt là phước. Mấy người hiểu được? Dạy người phải kính người, phải thương người. Phải hiểu giúp đỡ người. Kính lão tế bần. Cổ nhân dạy chúng ta xã hội ấy là an lành, cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta hiện nay sai lầm rồi, gây nên động loạn toàn xã hội, tai nạn dồn dập. Đó là do người gây nên, tuyệt đối không phải tai hại tự nhiên. Cho nên chúng ta nghĩ đến bốn chữ hoa quả quang dị viên mãn đầy đủ, thật có thể nói là chủ lâm thần đại viên mãn. Hoa là nhân, quả là đại biểu quả báo, quang là đại biểu trí tuệ, dị là đại biểu đức hạnh. Từ ý nghĩa danh hiệu mà bạn thể hội, Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói với chúng ta, kính Phật niệm Phật thì Phật xuất hiện, thì Bồ Tát xuất hiện, thì người đạo đức xuất hiện. Chúng ta ngày nay xem thánh, nho, Phật đều là mê tín. Không chút tôn trọng. Hiền nhân đạo đức, chư Phật Bồ Tát
làm sao đến thế gian để ứng hóa đây? Chân tướng sự thật này chúng ta phải nghĩ ngợi nhiều. Chúng ta hy vọng cũng có thể như quá khứ, đời có hiền năng, đời nào cũng có thánh hiền xuất thế, cũng có thiện sư đạo đức tại thế gian này giáo hóa chúng sanh. Cho nên quay lại nghĩ về giáo dục thời xưa, trong xã hội thời xưa có một câu ngạn ngữ: muôn thứ đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Xem người đọc sách là người đạo đức rất trọng. Vì sao? Đọc sách thì rõ lý, ưa chuộng tu dưỡng đạo đức, đó là sức mạnh ổn định xã hội. Làm chủ lực an định hòa bình. Các đời vua chúa quá khứ, họ thông minh, họ hiểu được. Cho nên có thể lễ hiền hạ sĩ, để tôn bậc đế vương thấy người đạo đức, thiện sư thì lễ kính đặc biệt. Không đem quyền thế của họ đối đại với những người đạo đức này, đó là giáo học cụ thể, làm đề xướng tôn sư trọng đạo, do người lãnh đạo quốc gia dẫn đầu. Thế là cả nước trên làm dưới theo, đều hiểu tôn sư trọng đạo. Mà lão sư dạy người, trọng tâm của giáo học là luân thường đại đạo, dạy người hiếu thần tôn sư. Vì quốc gia, vì xã hội, có thể tận trung. Sự tận trung này chính là ngày nay chúng ta nói toàn tâm toàn lực vì xã hội, vì chúng sanh phục vụ. Dạy người đoạn ác tu thiện, dạy người sửa lỗi tự lành, dạy người phá mê khai ngộ, đem luân thường đạo đức, hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ,
làm trọn trong cuộc sống của mình, giáo dục thánh hiền. Do vậy xã hội một khối an lành, từ gia đình đến quốc gia đến thế giới, gia đình hòa thuận, gia hòa vạn sự hưng, mở rộng ra thế giới là thiên hạ thái bình, thì gọi là thịnh thế. Nếu làm mất đi đạo đức luân thường thì thế gian này là loạn thế. Người loạn thế làm sao không chịu khổ, làm sao không gặp nạn? Trị thế hay loạn thế cũng đều ở một niệm. Một niệm thiện thì trị thế có thể hiển tiện. Một niệm bất thiện thì loạn thế tới. Làm sao có thể lập lại trật tự? Chính là kính niệm thánh hiền. Nếu chúng ta đối với người tốt, người đạo đức lão sư giỏi, ở trong Phật môn chúng ta nói là người nghiêm trì giới luật, tu hành chân chánh, không nói chi nhiều, người có thể tu hành thập thiện ngũ giới. Có thể tuân thủ giác chánh tịnh tam quy, hiếu thân tôn sư, vì đại chúng xã hội làm gương tốt. Người này chính là thiện nhân đạo đức. Chúng ta lễ kính họ, yêu quý họ, chính là hộ trì chánh pháp. Ác hẳn có thể ảnh hưởng đến quần chúng xã hội. Người nhận thức thiện sư đạo đức nhiều lên thì phong khí xã hội ác hẳn được cải thiện. Công đức này vô lượng vô biên. Cho nên Thanh Lương Đại Sư nói kính niệm thì Phật xuất thế gian. Phật xuất thế gian thì xã hội an lành, gọi là trang nghiêm công đức tạng. Phật là dùng đạo đức để giáo hóa chúng sanh. Người tu học đạo đức trong xã hội này nhiều lên thì xưng là trang nghiêm công đức tạng. Đại sư nói chướng trọng giả bất niệm bất kiến, ư Phật khải vô thường tai, cố ưng kiến thường kiến giả. Chúng ta ngày nay chẳng niệm chẳng thấy là nghiệp chướng của mình sâu nặng. Làm sao tiêu nghiệp chướng? Niệm Phật là biện pháp tiêu nghiệp chướng tốt nhất. Chúng ta thể hội được từ đây. Người bình thường không niệm Phật, chúng ta niệm Phật, chúng ta thay họ niệm Phật. Xong, ngày nay vì sao chúng ta niệm Phật cũng không có cảm ứng rõ rệt?
Đây chính là điều cổ đại đức đã nói. Chúng ta có miệng không có lòng, miệng niệm Phật, tâm không niệm Phật. Chữ niệm trong niệm Phật là tâm. Bạn nhìn chữ này đi, hình dạng chữ này, nó thuộc về hội ý. Kim và tâm chính là tâm hiện tại của bạn. Trong tâm hiện tại có Phật, gọi là niệm Phật. Có cần phải niệm trong miệng không? Niệm trong miệng là khuyên người khác niệm Phật. Trong tâm mình có, miệng không niệm thì bạn vẫn thật đang niệm Phật. Khi niệm ra tiếng là khuyên người khác niệm Phật. Khi người khác nghe câu Phật hiệu này lọt vào tai, cảm động tâm niệm Phật của họ. Đạo lý nằm ở đây. Cho nên không ra tiếng là tự lợi, ra tiếng là lợi tha. Tự lợi lợi tha. Trong tâm phải thật có Phật. Chúng ta lại hỏi Phật là gì? Giác ngộ là Phật. Trong Nhan Đề Kinh Vô Lượng Thọ nói, thanh tịnh bình đẳng giác là Phật. Ta niệm câu Phật hiệu này, tâm địa ta thanh tịnh bình đẳng giác mà chẳng mê, thì tương ứng với Phật. Đó gọi là chân niệm Phật. Người chân niệm Phật thì tâm địa thanh tịnh bình đẳng giác ngộ. Đó là đức hiệu A-di-đà Phật. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu với chúng ta rất rõ ràng. A-di-đà Phật lại có tên là thanh tịnh bình đẳng giác. Nếu chúng ta không thể sanh khởi thanh tịnh bình đẳng giác ngộ, thì miệng có niệm câu A-di-đà Phật, ấy là người xưa nói rằng miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét khang cổ họng cũng uổng công. Bạn niệm Phật làm sao có thể thu được hiệu quả? Làm sao có được cảm ứng? Thế nào gọi là thanh tịnh bình đẳng giác? Thanh tịnh là giới. Giới lại phiên là mát mẻ. Mát mẻ với điều gì? Với phiền não, với nhiệt não. Người trì giới tâm địa mát mẻ tự tại. Giới gọi là mát mẻ. Do đó có thể nói thanh tịnh, tâm thanh tịnh làm trọn ở đâu? Làm trọn trong thập thiện ngũ giới. Đó là tâm thanh tịnh. Tâm bình đẳng làm trọn trong thiền định. Định là bình đẳng. Bất bình định có đâu? Giác là trí tuệ bát nhã. Cho nên
Thanh tịnh bình đẳng giác là tam học giới định tuệ. Chính là Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Đó là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc, tổng lộ tuyến tu học Phật Pháp. Bất kể bạn tu học theo tông phái nào, bạn cũng không thể rời khỏi. Hiếu thân, nếu bạn không làm được tam học giới định tuệ thì bạn không phải chân hiếu. Hay nói cách khác, bạn không có khả năng làm được thập thiện ngũ giới, bạn không phải là chân hiếu. Kính Phật, niệm Phật, bạn thường hay quên. Bạn không thể phụng sự sư trưởng, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Hai câu nói này chắc chắn làm trọn trong thập thiện ngũ giới. Làm trọn trong tam bảo tam học thì người ấy gọi là chân học Phật. Đó là đệ tử chân thật của Phật mới có thể cảm động Phật xuất hiện thế gian, cảm động lão sư giỏi, người đạo đức chân chánh xuất hiện tại nơi ấy. Người đạo đức ở nơi ấy là người nơi ấy có phước. Phước từ đâu đến? Người đạo đức ác hẳn giáo hóa một phương này. Ngài sống ở nơi này chẳng hay chẳng biết, âm thầm đổi dời, phong tục thay đổi. Người nơi này được phước báo. Do đó có thể biết, người học Phật ngày nay mặc dù rất đông, lão sư truyền thụ Phật Pháp, người như vậy quá ít đi. Xã hội thời xưa ổn định, an lành, nhân dân hạnh phúc. Nguyên nhân gì vậy? Lão sư Nho gia nhiều, lão sư Đạo gia cũng nhiều, lão sư Phật Pháp cũng đông. Mỗi một phố huyện đều có lão sư giỏi ngày ngày dạy học. Nguyên nhân thật sự của thái bình thịnh thế là đây. Ngày ngày dạy bạn, ham chuộng đạo đức nhân nghĩa, dạy bạn giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt. Trong những năm này đây, chúng tôi ở hải nội hải ngoại khởi xướng bốn điều tốt này. Giữ tâm tốt thì chúng tôi cũng nêu ra cụ thể,
Tâm tốt là gì? Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Phải tồn tâm này, đãi người tiếp vật nói tốt là nói trong thập thiện nghiệp đạo, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói thêu dệt, không nói thô ác, ấy là nói lời tốt. Xuất ngôn chắc chắn là lợi ích đối phương, lợi ích xã hội, lợi ích chúng sanh, đó mới là nói tốt. Làm việc tốt là làm theo thập thiện nghiệp đạo. Tự nhiếp lục độ, làm người tốt. Chúng tôi dùng tổng đề mục của giảng tòa hiển tiền: học gì nhân sư, hành di thế phạm. Chúng ta làm người phải làm tấm gương tốt cho quảng đại quần chúng xã hội. Quả nhiên mọi người chúng ta chịu làm như vậy thì khu vực của chúng ta chắc chắn có người đạo đức xuất hiện, chắc chắn có chư Phật Bồ Tát ứng hóa tái lai. Chúng ta không có ý nghĩ này, dựa vào điều gì để cảm động chư Phật Bồ Tát? Xã thị suốt thế gian đều ưa chuộng cảm ứng đạo giao. Chúng ta đem điều gì để cảm? Chúng ta có cảm thì Phật có ứng. Trong lòng chúng ta bây giờ đầy rẫy tham sân si mạng, đầy rẫy tự tư tự lợi, đầy rẫy danh văn lợi dưỡng. Loại tâm này cảm ra điều gì? Cảm ra yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái ở thế gian chắc chắn nổi gió gây sóng, chắc chắn mang đến thiên tai nhân họa cho chúng ta. Chúng tôi đọc tiếp kinh văn này cảm khái muôn ngàn. Bây giờ chúng ta xem kệ tụng phần sau đây. Nhĩ thời bố hòa như dân chủ lâm thần, thừa Phật oai lực phổ quan nhất thiết chủ lâm thần chúng nhi thuyết tụng ngôn. Đoạn này là nói nghi thức bài tụng. Chúng ta tỉnh lược đi, không nói kỹ nữa. Bây giờ chúng ta xem kệ tụng bài thứ nhất: Phật tích tu tập Bồ Đề hạnh, phước đức trí tuệ tất thành mãn, nhất thiết chư lực giai cụ túc, phóng đại quang minh xuất thế gian. Đây là tôn thứ nhất, tán tụng của bố hoa như dân chủ lâm thần, cũng tức là nói báo cáo tu học của ngài. Người bình thường chúng ta hiện nay nói là báo cáo tâm đắc. Chúng ta đọc rồi nên học tập thế nào?
Ở phần trước, chúng ta đọc được pháp môn mà Ngài đã tu học là Quảng Đại Vô Biên Trí Hải Tạng. Đó là danh xưng pháp môn của Ngài. Ở trong tán tụng nói rõ ràng hơn, cụ thể hơn. Phật tích tu tập, tích là quá khứ, đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp này. Phật Bồ Tát đang tu hành. Tập là làm trọn trong đời sống, đem tư tưởng kiến giải hành trì mà mình tu chứng trong đời sống. Đó gọi là tu tập. Chúng ta lại nhìn xem chính chúng ta, so sánh với Phật Bồ Tát, thì chúng ta có thể phát hiện chúng ta học Phật cũng học không ít năm, cũng học qua không ít kinh luận, nhưng dùng không được. Đời sống vẫn cứ tùy thuận tập khí phiền não. Đó là học là một chuyện, còn sống là một chuyện khác. Sở học vô dụng, dùng không nổi. Đây chính là không có tập. Tập nói theo lời ngày nay là làm tròn. Chúng ta chưa làm tròn. Những điều học được chưa làm tròn. Phật Bồ Tát đời đời kiếp kiếp học điều gì? Học là học Bồ Đề. Bồ Đề là tiếng Ấn Độ. Phiên thành ý nghĩa Hán văn là giác. Ý nghĩa này bao gồm giác chánh tịnh viên mãn. Điều các ngài đã tu học là giác chứ chẳng mê, chánh chứ chẳng tà, tịnh chứ chẳng nhiễm. Ngài tu hành môn là giác chánh tịnh. Làm trọn thật sự trong cuộc sống. Làm sao hiểu được? Câu tiếp theo đã thuyết minh. Phước đức trí tuệ tức thành mãn. Thành là thành tựu, mãn là viên mãn. Quý vị xem, phước báo viên mãn. Đức hạnh viên mãn, trí tuệ viên mãn. Là người này thành Phật rồi. Chúng ta tán thán Phật là nhị túc tôn. Nhị túc là gì? Phước đức trí tuệ. Hai thứ này đều viên mãn. Túc có nghĩa là viên mãn. Chúng ta tôn xưng Ngài là Phật Đà. Tu phước, tu tuệ không viên mãn. Phước tuệ của Ngài cũng hiện tiền, nhưng chưa viên mãn. Khi ấy chúng ta xưng Ngài là Bồ Tát. Bồ Tát có phước, có tuệ,
nhưng chưa viên mãn. Viên mãn rồi chúng ta xưng Ngài là Phật Đà. Chúng ta học với Phật, ít nhất cũng cần phước đức trí tuệ hiển tiền. Vậy mới có thể nói được quá khứ. Tuệ là gì? Là giác mà chẳng mê. Phước là gì? Tịnh mà chẳng nhiễm. Đức là gì? Chánh mà chẳng tà. Đều đặt vào trong giác chánh tịnh. Nếu nói theo lời trong nhan đề Kinh Vô Lượng Thọ, phước là thanh tịnh, đức là bình đẳng, tuệ chính là giác. Thanh tịnh bình đẳng giác, nhất định sẽ hiển tiền. Chúng ta học Phật, tự mình phải thường xuyên phản tỉnh kiểm điểm thân tâm của chúng ta. So với năm ngoái có thanh tịnh hơn hay không? Học Phật so với lúc chưa học Phật, sau khi học Phật có thanh tịnh không? Ở trong lòng, lúc chưa học Phật, chúng ta nhìn người nhìn sự nhìn không quen, bất bình. Sau khi học Phật, cách nhìn của chúng ta với mọi người, mọi sự, mọi vật có phải bình hòa hơn không? Vì tính tình thì không vội vàng như trước đây nữa, phải không? Trong cuộc sống thường ngày có cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn hay không? Nếu có cảm giác hạnh phúc mỹ mãn là bạn có phước. Có cảm giác được cách nhìn của ta hiện nay với người, với sự thông minh hơn trước đây không? Hồi trước thường hay mê hoặc điên đảo, bây giờ thông minh hơn trước đây nhiều, trí tuệ mở rồi. Đó là điều chúng ta không thể không kiểm điểm. Không kiểm điểm thì thành tích tu học của chúng ta ở đâu? Thường xuyên phản tỉnh kiểm điểm, biết mình có tiến bộ không? Sự tiến bộ này phải dũng mãnh tinh tận. Càng qua mỗi năm càng dễ thể soát được. Quả thật có tiến bộ, sau đó lại phản tỉnh kiểm điểm. Cứ so qua từng mỗi tháng xem ta có tiến bộ hơn tháng trước không. Các vị đồng tu, giả như bạn có thể thật sự giác sát được từng tháng có tiến bộ, thì tôi có thể khẳng định, đảm bảo bạn niệm Phật quyết định giảng sanh. Vì sao? Bạn phù hợp với chân tinh tấn mà trong kinh điển đã nói. Từng tháng khác nhau, cảnh giới phàm phu chúng ta là điều có thể làm được.
tiến bộ nữa thì cứ qua mỗi tuần lại khác nhau. Tuần này có tiến bộ hơn tuần trước. Công phu đến trình độ này thì bạn có thể thật sự xứng đáng là Bồ Tát. Bạn chắc chắn không phải người phàm. Mỗi ngày đều khác nhau, ấy là Phật tái lai, chứ không phải Bồ Tát, ấy là Phật. Hôm nay khác với hôm qua, đó là Phật. Tuần này khác với tuần trước là Bồ Tát. Tháng này khác với tháng trước là công phu tu hành của bạn rất đắc lực, đều là thuộc về dạng Bồ Tát. Cứ qua từng năm khác nhau, có thể nói là công phu đắc lực, công chẳng uổng phí. Nhất thiết chư lực giai cụ túc, 10 loại năng lực đặc thù trên quả địa Như Lai. Chúng tôi ở đây tỉnh lược bớt điều này. Vì sao? Kinh văn về sau có thuyết minh chi tiết. Về sau có 10 bài kệ, mỗi bài kệ nói một loại lực. Mười lực là 13 la mật. Đó chính là đức năng thông thường. Chúng ta đã nói trong phẩm xuất hiện đã nói, nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Mười lực này là đức, năng lực đều có thể trọn đủ. Nếu bạn có đủ phước đức, trí tuệ, năng lực, thì bạn có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Tất cả chúng sanh khổ nạn này là nói chính pháp giới. Câu sau là nói trí tuệ, đức năng của bạn khởi tác dụng. Tướng hạo ấy là phước đức. Trí tuệ, năng lực, phước đức, chúng ta thông thường nói là phước báo. Không có phước báo cũng không thể độ chúng sanh, cho nên độ chúng sanh không thể không có phước báo. Phóng đại quang minh xuất thế gian, đó chính là phổ độ tất cả chúng sanh. Thế gian này chính là chính pháp giới. Xuất là xuất hiện, xuất hiện trong chính pháp giới, phổ độ tất cả chúng sanh. Độ này là giúp đỡ, nói theo lời hiện nay là giúp đỡ. Phổ là vô điều kiện, là bình đẳng, là thanh tịnh, chắc chắn không nhận đền trả. Như hồi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, công tác Ngài đã làm việc là dạy học. Ngài là lão sư giỏi. Nói theo lời ngày nay, công tác của Ngài là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Ngài làm theo ngành này,
Ngài lựa chọn nghề nghiệp này. Thân phận của Ngài là nhà công tác nghĩa vụ giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Tại sao Ngài dạy học không thu học phí, không chấp nhận mọi đền trả, là nghĩa vụ. Ngài kính nghiệp, mỗi ngày lên lớp với mọi người 8 tiếng đồng hồ, 49 năm không một ngày rảnh rỗi. Chúng ta ngày nay nói là kính nghiệp, tinh thần kính nghiệp này người nào có thể sánh bằng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật? Ngài làm thật đấy. Tại sao nói dạy học là đa nguyên? Học sinh mà Ngài dạy chẳng phân quốc tịch. Bất kể là người quốc gia nào, bạn muốn đến học với Ngài, Ngài đều nhận, Ngài đều dạy bạn. Chẳng phân tộc loại, chẳng phân tôn giáo. Chúng ta ở trong kinh điển nhìn thấy, như trong Tứ Thập Hoa Nghiêm có biến hành ngoại đạo, Thắng Nhiệt Bà La Môn, đó đều là tín đồ tín ngưỡng theo những tôn giáo khác. Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng phân tôn giáo. Bất luận bạn tin theo tôn giáo nào, chỉ cần bạn chịu học là hữu giáo vô loại. Cho nên chúng ta phải nhận rõ Thích Ca Mâu Ni Phật là người nào, người như thế nào, có thân phận như thế nào, Ngài ở thế gian này làm những chuyện gì mà đáng để biết bao người đương thời và hậu thế kính ngưỡng vậy. Ngài là dạy học. Nội dung dạy học của Ngài là gì? 49 năm giảng rất nhiều. Chúng ta nói giới định tuệ cũng được, nói giác chánh tịnh cũng được, đó đều là nói từ cương lĩnh. Nhưng những danh từ này người thời nay nghe thì rất khó hiểu, cho nên chúng ta cần đổi cách nói khác, đổi sang lời của người hiện đại thì mọi người dễ hiểu. Tôi thường hay nói Ngài dạy cho chúng ta ba chuyện. Chuyện thứ nhất là Ngài dạy chúng ta thật sự nhìn rõ mối quan hệ giữa người với người. Thứ hai là dạy chúng ta thấy rõ mối quan hệ giữa con người với môi trường tự nhiên. Thứ ba là dạy cho chúng ta thấy rõ mối quan hệ giữa con người với trời đất quỷ thần. Ba mối quan hệ này làm tốt thì người người hưởng phước, xã hội an định phồn vinh, thiên hạ thái bình hòa mục. Những điều Ngài giảng rất hiện thực. Kinh bổn là sách giáo khoa. Lão nhân gia Ngài hồi trước dạy người. Kinh Hoa Nghiêm là sách giáo khoa hoàn chỉnh nhất trong cuộc đời Ngài. Thật sự là dạy chúng sanh chính pháp giới. Điều Ngài đã giảng trong đoạn này là dạy chủ lâm thần, dạy thọ thần. Chúng ta ngày nay nói là thần hoa, thần cây, dạy bọn họ. Có thể thấy được đối tượng mà Ngài dạy rất rộng lớn. Chúng ta ngày nay đang học tập, dở kinh quyển ra, đang nghiên thảo, đang học tập. Vậy chúng ta phải hỏi, nơi chúng ta học tập có những quỷ thần đến tham dự hay không? Nói cho các vị là có, chắc chắn có.
Chỉ cần là nơi có Phật Pháp sở tại, chúng sanh chính Pháp giới đều ngưỡng mộ, đều cung kính tán thán. Chúng ta chân tâm đang học. Như vị hoa quả quan vị chủ lâm thần mà phần trước chúng ta nói, Ngài dạy chúng ta kính Phật, niệm Phật thì Phật hiển tiền. Chúng ta ngày nay dở kinh quyển ra, đối với chúng sanh chính Pháp giới chúng ta tôn kính, chúng ta hoài niệm, chúng ta ngưỡng mộ. Chúng ta hy vọng mọi người cùng nhau đều là đồng học tốt, đều là học trò tốt của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ý nghĩ này sanh khởi lên thì có cảm ứng đạo giao với chúng sanh chính Pháp giới. Cho nên nhất thiết pháp tòng tâm tưởng sanh. Chúng ta tưởng gì, niệm gì, không có điều chi không hiển tiền. Vô cùng đáng tiếc là đa số người trong xã hội thời nay, họ tưởng điều gì? Cái họ tưởng là danh văn lợi dưỡng. Nói không dễ nghe hơn là họ tưởng đến tiền tài, tham tài, tham đến quá trớn luôn rồi. Từ xưa đến nay, trong lịch sử Trung Hoa và ngoại quốc cũng có người có ý nghĩ tham tài ý. Nhưng có người thời nay còn hơn họ gấp trăm, gấp ngàn lần chứ chẳng thôi. Thái quá rồi, không tưởng tượng nổi. Con người thời trước tham tài còn biết để lại một chút cho người khác. Có người thời nay tâm niệm này là tuyệt đối phải độc chiếm. Người khác sống chết không liên quan đến mình thì còn được sao? Điều này đạt đến mức bảo hòa rồi. Trong nhân quả đã nói là tội ác như dây sâu tiền. Thế thì không được rồi. Tội ác như dây sâu tiền, ác hẳn có kiếp nạn lớn hiển tiền. Tham tài, tham sắc. Ngày nay xã hội toàn thế giới động loạn. Con người sống trong thế gian này có thể nói là người người thân tâm đều bất an. Sống trong nỗi sợ hãi, lo lắng nghi ngờ. Có người ở đâu sống những ngày này? Tư tưởng và hành vi như thế, cảm được điều gì? Yêu ma quỷ quái. Ngày nay không phải là Phật Bồ Tát xuất hưng nơi đời, mà yêu ma quỷ quái xuất hưng nơi đời. Hiện giờ đã đến nông nỗi này rồi. Có cách gì cứu vãn không? Lão sư của tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Sau buổi trưa trước khi giảng sanh một ngày, đã dặn
mấy học trò bên cạnh rằng thế giới loạn rồi. Phật Bồ Tát thần tiên hạ phàm cũng cứu không nổi. Thầy nói con đường sống duy nhất của các người là lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó là vì dạo cuối cùng của Lý lão sư. Chúng tôi ngày nay đối mặt với thời cuộc này, ngoại trừ lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ ra, không có con đường nào để đi hết. Chúng tôi có thể thể hội được chúng tôi ngày nay thật sự nhìn thấy chúng sanh tạo nghiệp tội ác như dây sâu tiền. Đáng sợ hơn điều gì hết. Thôi, hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.